Nữ vận động viên này đã chết, vậy mà em bé trong bụng cô vẫn phát triển bình thường và chào đời một cách bình an. Cùng tụi mình khám phá bí ẩn này ngay sau đây. Sắp đến Tết rồi mà gần đây toàn xảy ra mấy vụ tai nạn thương tâm. Đầu đớn nhất vẫn là vụ mẹ bầu mang thai 7 tháng hơn bị xe tông ở Huế hồi tháng 11, rồi cả mẹ lẫn con đều qua đời. Thương ghê á. Cơ mà trên đời này đôi khi vẫn có phép màu các bạn ạ. Giống như trường hợp của nữ vận động viên người Bồ Đào Nha này nè. Cô đã chết rồi mà mấy tháng sau vẫn hạ sinh bình thường đấy. Vâng, người mẹ đặc biệt này có tên là Katarina Sequeira, 26 tuổi, là một vận động viên môn chèo thuyền, từng đại diện cho Bồ Đào Nha thi đấu tại các đấu trường quốc tế. Ta nói sự nghiệp thăng hoa, rồi gia đình thì hạnh phúc viên mãn khi cô mang thai. Cả nhà đang chuẩn bị chào đón thành viên mới, thì đùng một cái, Sequeira bị chết não sau khi lên cơn hen cấp tính. Ta nói các y bác sĩ nỗ lực 200% công lực nhưng mà vẫn không cách nào cứu được. Người mẹ đáng thương ấy đã hoàn toàn chết não, rơi vào tình trạng sống thực vật. Lúc ấy, đứa con của cô đã được 19 tuần tuổi rồi. Biết là chỉ còn 1% cơ hội, nhưng chồng của Sequeira vẫn mong rằng vợ mình sẽ tỉnh lại, cũng như đứa bé có thể ra đời bình an. Chính vì vậy, anh yêu cầu giữ lại sự sống cho cả vợ và con mình. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã gắn máy thở để tăng khả năng sống sót cho em bé trong bụng của Sequeira. Ai cũng nói, nếu kéo không hạnh phúc, làm như vậy không chỉ khiến mẹ con của cô đau đớn mà cả người thân cũng bị dằn vặt. Thôi thì cứ bỏ đứa bé đi, biết đâu tăng khả năng hồi phục cho người mẹ hơn. Bỏ qua tất cả lời khuyên nhủ, chồng và gia đình của Sequeira quyết định giữ bé lại vì họ biết cô ấy yêu đứa bé trong bụng đến nhường nào. Và rồi kỳ tích đã xảy ra các bạn ạ. Em bé trong bụng Sequeira vẫn phát triển và khỏe mạnh bình thường. Vài tháng sau, bé đã chào đời với cân nặng là 1,7kg. Ngay khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận của cộng đồng mạng. Tất cả đều ngạc nhiên và cảm động trước tình cảm thiêng liêng của Sequeira. Đúng là tình mẫu tử có thể làm được tất cả mà. Các bạn có thể như vậy không? Cùng để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.